Chào các bác nhá. Hiện tại là tôi đang có mặt tại xã Nậm Mòn, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Thì là đi qua khu này thì là thấy bà con là đang hình như là đang vào trong vụ là cày cấy. Một số là đang nhổ mạ. Nhổ mạ xong là hình như là di chuyển lên tít trên này để cấy ở trên này xuống rồi. Ok, khả năng nào bây giờ là tôi sẽ vào để nói chuyện cùng bà con một chút. Cả nhà cùng theo chân tôi nhá. Cháu chào chú nhá. Vâng. À, cháu chào ông ạ. Vâng. Đang sửa máy cày không? Vâng. Máy cày hồng áo. Máy cày hồng áo. Vâng. Đây các bác là đang nhổ mạ đây rồi. Cháu chào các bà nhá. Chào cháu. Cháu khám phá một chút. Vâng. Đang nhổ mạ mà. Vâng. Là nhổ ở đây mình mang lên trên kia để cấy xuống ạ. Vâng. Dạ vâng ạ. Chú bảo là một năm là hai vụ hả bà? Đây là một vụ thôi cháu ạ. À thế là bên kia, thấy đầu bên kia là đang gặt nhỉ? Ờ đấy. Đây chỉ có vụ đầu thì trồng ngô thôi không cấy. À thế hả? Vâng. Mình làm từ lúc sáng nay phải không hả bà nhỉ? Đúng rồi đấy. Vâng. Giờ sáng nay đấy. Dạ vâng. Ở đây là cái hôm nay là mình làm cho một nhà hay là làm cho mấy nhà làm hả bà? Cho một nhà thôi. Một nhà. Vâng. Và đông người lắm nhỉ bà nhỉ? Vâng. Vâng. Là tí là mình cũng ăn cơm trưa ở đây luôn hả bà hay là về ăn ạ? Ai khác về nhà ấy ăn. À chứ thế còn không? Nếu mà cấy xong là về nhà đấy tổng kết. À rồi tối là liên hoan. Vâng. Liên hoan điểm hẹn. Vâng. Vâng. Như ông đang chứ còn chưa xong thì không được tổng kết đâu. Vâng vâng phải ai xong. Về nhà ấy thôi. Nếu mà chưa xong thì mai lại cấy tiếp thì vâng, là tối vâng, mai vâng, là mới xảy ra. Vâng đúng đấy. Vâng, nếu mà vâng. Chưa mai xong là chưa mai tổng kết. Vâng. Mà là mổ gà mổ vịt thế bà vâng, nhỉ? Vâng vâng vâng. Tôi sẽ lên tít trên kia cả nhà. Không biết là có đường lên không. Con lên được. Tôi phải chuyển sang bên này thôi. Lực là sang bên kia là phải bỏ dây ra. Sắp đến chưa? Còn mấy tả ly nữa đây. Em chào các chị nhá. Có mệt không hả các chị ơi? Chào các người đẹp. À, cháu chào các cô, các bà nhá. Căn tay à? Chị kia là nãy tôi thấy là chạy máy cày ầm ầm chạy. Nhanh hơn cả trâu luôn. Đàn ruộng này chị đấy làm đấy. À đây là. À thế là đây là ruộng của chị đấy luôn à? Vâng vâng. Các cô có ăn cơm ở đây không hay là đi về đấy hả? Tí ăn cơm đấy. Rượu uống đàng hoàng đấy. Rượu uống đàng hoàng. Vâng, chắc là nhà gần đây ở bên kia thì là đi về. Còn nếu mà đi mình xa nhà quá thì mới là phải mang cơm trưa đi theo. Trẻ con phải đi cấy nhìn khổ không? Vâng. Quay tiếp lên TV chưa? Có nhiều người bình luận như nào thế? Bình luận chỉ có khổ quá. Khổ quá. Hết đường đi là được. Không phải đâu, ở dưới xuôi là bằng đấy là còn phải có người trông đấy. Vâng. Vâng. Nhưng mà nhiều ruộng này chắc là ăn một năm không thể hết được nhà cô nhỉ? Không phải đông con. À đông con ạ. Đông con nhà 4 5 đứa thì chung vào. Vâng. Chứ làm gì mà có đông mà. Nhà kế hoạch hóa gia đình.
À, thế thì đời làm gì đó này, cái đời chúng mày với kế hoạch đấy nha, như đời chúng tao này. Đàn bà đây làm gì mà có kế hoạch, lúc ấy là còn khích khích cho đẻ. Đẻ giá thì thôi. Đúng rồi, bảo đẻ bao giờ ngừng thì thôi. Không đẻ ngừng đấy thôi. Đời thì các cháu mới phải ngừng cái kế hoạch chứ. Vâng. Bây giờ các cháu có gia đình rồi thì làm gì mà. Ô cô cẩn thận nha, tí là cái đấy sạt nhé cô nhé. Sợ của cô sạt thế này. Xem chị kia đang chuẩn bị nổ máy đấy. Đó, ok, nổ máy rồi. Tuyệt vời. Rồi, nhà côn, bùm. Đó, ok, tuyệt vời. Đây, lên chào chị thôi. Đây, mình là, ở đây là chủ yếu là dân tộc gì nhỉ, cô nhỉ? Các cô nhỉ? Cao, Nùng, Tày, có 6 dân tộc mà. À, đây, ở đây là có 5 dân tộc đấy ạ. Vâng. Kinh. Vâng. Vâng. Là nhìn qua quần áo này thì cũng không phân biệt được mấy nhờ cô nhỉ. Nông Văn Hưởng. Đấy các cô biết mình là Nông Văn Hưởng. Vâng. Chị xem video chứ xem cả chú này á. Không phải rồi. Cái chú này đi bị vợ bắt. Những tổ già rồi vẫn còn máu nhỉ. Tổ già vẫn còn chơi. Chất phết đấy. Cái ông, dám cái ông là cái. Vâng. Bây giờ là hơn 11 giờ. Là các chị em, các cô, các bác là đang chuẩn bị là nghỉ ăn trưa. Đấy, giải tán dần rồi. Ăn trưa xong là chiều lại làm tiếp. Vâng. Bà đang nhổ đấy là lúa nếp hay là lúa tẻ đấy bà? Lúa tẻ. Có mùi thơm thơm như lúa nếp đấy nhỉ? Con phải đi làm đây này, cháu tưởng à. Vâng, đây khả năng là tôi sẽ cho đồng chí Lực là chở hai người về trước. Còn tôi đi bộ theo sau thôi. Đã cho hai người lên được ạ. Được không Lực? Được. Được. Chất bị làm sao đấy hả chị? Tai nạn nghề nghiệp. Tai nạn nghề nghiệp. Đi hái rau lợn đấy, ngã. Vâng. Hái rau lợn bị ngã. Dính bàn chân này. Rồi ok, được hai người. Rồi, vẫn lên được. Cố lên. Rồi ok rồi. Rồi. Cứ đi trước đi, khả năng là một bà về đến nhà. Có đi bộ một đoạn. Không, cháu đi nhánh mà. Cháu còn đuổi theo. Tôi xin đính chính thông tin lại ở cái địa điểm này là thôn Lèng Phàng, xã Nậm Mòn, huyện Bắc Hà, Lào Cai nha cả nhà nha.